Ngày 23 tháng Chạp là ngày mở đầu mùa lễ Tết quan trọng nhất trong năm của người Việt với tục cúng tiễn ông Công ông Táo. Tục lệ này đã được lưu truyền từ xa xưa cho đến nay, đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam như một nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Theo phong tục cổ truyền, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt lại tất bật chuẩn bị mâm cơm, lễ vật để cúng ông Công ông Táo với mong muốn gia đình gặp nhiều may mắn. Cũng như bao gia đình khác, năm nào cũng vậy, mẹ con chị Ngô Thị Nhung, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đều dậy từ rất sớm, đi chợ sắm sửa đồ lễ, làm lễ tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời. Đối với hai mẹ con chị, đây là ngày quan trọng nên việc lựa chọn hương hoa thực phẩm cũng được thực hiện cẩn trọng, chu đáo. Ngày ông Công, ông Táo để giữ được cái nét truyền thống đấy thì khi mà đi chợ mua sắm đồ về để cúng thì là tôi có cho các con đi cùng. Tôi cũng có nói lại cho các cháu biết là khi mua đồ nào nó ý nghĩa như cái việc ý nghĩa như thế nào và vì sao là mình cần phải làm như vậy để giữ lại được cái nét truyền thống của các cụ từ ngày xưa đến bây giờ. Với gia đình chị Nhung, ngày 23 tháng Chạp đã ăn sâu vào trong ký ức và được hiểu như một ngày tổng kết cho một năm của cả gia đình. Theo quan niệm của chị, để dạy cho con những giá trị văn hóa truyền thống, không gì bằng việc giáo dục trực quan mà mình phải là người thực hành, nêu gương để các con học tập. Một mâm cơm cả gia đình quây quần nấu nướng, chuẩn bị với tình cảm yêu thương và lòng thành kính, dâng lên bàn thờ giúp các thành viên cảm nhận được tình cảm đầm ấm, hạnh phúc. Khi mà các cháu nó phụ giúp thì tôi cũng dạy bảo các cháu làm cái lễ của ông Công Táo, làm cho nó đúng. Để cảm tạ thần bếp và thần nông của địa để một năm mới được bình an. Sau cả ngày hôm nay đi cùng mẹ với con hiểu hơn về nghi lễ, về ngày ông Công ông Táo. Ngoài mâm cỗ đầy đủ các món thể hiện lòng thành kính của gia chủ, văn hóa dân gian quan niệm, cá chép là phương tiện duy nhất có thể đưa táo quân về trời. Tại thành phố Hồ Chí Minh, gia đình chị Cát Anh năm nào cũng lên chùa lễ Phật và thả cá chép phóng sinh trong ngày 23 tháng Chạp. Đối với gia đình anh chị, việc thả cá chép sống trong ngày này vừa mang ý nghĩa đưa ông Táo về trời, lại mang ý nghĩa là làm việc thiện, phóng sinh dịp cuối năm. Ông Táo về trời thì có một cái thông điệp ở trong cái việc đó, đó là hàng ngày nhắc nhở con cháu trong gia đình là phải biết xây dựng một cái cuộc sống nó đầm ấm, nó an vui, rồi cũng phải làm những cái việc có ý nghĩa, xem như là một cái phẩm vật để mình gửi tặng cho ông bà, cũng như là một cái điều gì đó tốt đẹp mà mình muốn con cháu của mình nó noi theo. Mình nghĩ đó là một cái truyền thống rất là đẹp của người Việt Nam. Không ai biết chính xác tục cúng ông Công, ông Táo có từ bao giờ, nhưng đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam qua nhiều thế hệ. Ông Công, ông Táo trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam bao gồm các vị thần đất, thần nhà và thần bếp, táo quân. Bộ ba này được cho là sự Việt hóa của ba vị thần thổ công, thổ địa, thổ kỳ trong lão giáo Trung Quốc. Ông Công, ông Táo thường xuyên được tiến hành nghi lễ, nghi thức, thờ cúng và cả sinh hoạt văn hóa xã hội nữa vào ngày 23 tháng Chạp ấy, cho đến thời cận đại và đến tận hiện đại bây giờ đấy, là một sự hỗn dung văn hóa, một cái hội nhập văn hóa của người Việt ở phương Nam với lại các ảnh hưởng văn hóa ngoại lai. Thần Táo Quân là vị thần quyết định sự may rủi, phúc họa của cả gia chủ, ngoài ra còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ, giữ bình yên cho gia chủ. Vì vậy, phong tục cúng ông Công, ông Táo mang ý nghĩa cầu mong cho sự ấm no đầy đủ, sau đó mới đến ý nghĩa thờ thần bếp, chuyên cai quản việc bếp núc. Ông Táo sẽ tâu với Ngọc Hoàng về việc làm ăn, cư xử của mỗi gia đình dưới hạ giới. Bởi vậy, ngày Tết ông Công, ông Táo vào 23 tháng Chạp, các gia đình đều làm mâm cơm tươm tất để bày tỏ lòng biết ơn, thực hành nghi lễ thả cá chép, tiễn ông Táo chầu trời. Trong cuộc sống hiện tại ngày nay, việc cúng lễ tuy có nhiều thay đổi, đơn giản hơn so với trước đây nhưng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống. Qua lễ cúng 23 tháng Chạp, tôi cũng như những người khác cầu mong gia đình một năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Và mong rằng gia đình tôi lúc nào cũng thuận hòa, góc bếp của tôi lúc nào cũng được ấm áp và giữ lửa như ngày hôm nay. Thực chất thì trên tinh thần của Đạo Phật
thì phúc họa là do tự tâm mỗi người. Khi mình mở lòng từ bi thương yêu, giúp đỡ mọi người thì cái đấy, ngay đấy là sinh phúc. Còn khi mình mà sống chỉ vì cá nhân mà không có phát tâm vì lợi ích cộng đồng xã hội thì cái nơi đấy, ngay cái tâm ý đấy nó là đã ấm ngầm, sẽ sinh ra cái họa. Do vậy họa phúc nó nơi tâm. Và hiện tại trong đời sống thường nhật của người dân thì cũng vậy. Cũng mong muốn hướng cho mọi người là luôn luôn cải ác tu thiện. Và chính mỗi người cải ác tu thiện đấy là cái con đường đi đến an vui hạnh phúc. Chứ còn việc cúng bái thì nó chỉ mang cái ý nghĩa là mình biết ơn các cái vị thần linh tâm linh để ủng hộ gia trì cho mình trong cuộc sống hàng ngày thôi. Khi cũng ông công gạo như vậy, trân trọng một lửa như là một điều kiện sống, như không khí, như nước, như thức ăn, thức uống. Thứ hai, chúng ta tôn trọng gia đình. Bếp lửa thuộc về gia đình, là chúng ta đang hướng về cái cội nguồn chúng ta sinh ra, uống nước như nguồn, và chúng ta tôn trọng gia đình. Tôn trọng người mẹ, tôn trọng người phụ nữ, những người đã nấu cơm chúng ta ăn, lo toàn cái bếp, chăm sóc toàn bộ gia đình. Nét đẹp tín ngưỡng thờ cúng ông Công ông Táo dịp 23 tháng Chạp hàng năm được người dân duy trì trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp, mang tính nhân văn, hướng đến chân thiện mỹ, gìn giữ và bảo vệ môi trường để cuộc sống tốt đẹp hơn.